Đây, ăn ở nhà không có làm đẹp ngon không nè. Trời ơi, chè bổ lộc gì mà nó có sầu riêng nè, nhãn nhục mình nấu nè, còn đó xâm xa xáo màu đen ha, ngon ghê không nè. Xâm xa sầu riêng, nhãn nhục nè, nước cốt dừa, nhãn nhục nấu riêng một nồi bự luôn đó, xâm xa xáo màu đen. Còn cái này nhà mình làm đi, nó bột lọc ngon lắm nè, ăn thử không? Thử cho cả nhà nghe nha, ngon lắm. Thấy cái ly kia là của con gái mình đang học, lát nữa nó học xong nó ăn, giờ mẹ nó ăn trước. Ngon quá. Nhắm mì ngon quá. Perfect for summer, ngon lắm nha, nóng nóng mà ăn là bớt thịt nữa.